Học Châu Phu Nhân. Tập 44. 更适合中国宝宝体质的飞鹤奶粉，邀您收看高光时刻。你不愿意让我像你一样做事情，不愿意让我像你一样做选择。荣耀60系列Vlog视频手机，美放手去拍，邀您收看胡珠夫人。 Nào nào nào, uống, uống đi. Nào, rót, rót vào, rót đầy vào cho ta. Đầy vào, đầy vào. Cạn một ly nào, cạn. Lệnh bài. Xưởng. Diệp đại nương, là ta. Tiểu Quách, cậu đến đây làm gì? Diệp đại nương, mau đi theo ta. Những người này không phải bệ hạ cử đến, e là sẽ làm hại người. Được. Không kịp nữa rồi, đại nương. Ở đó kìa, mau. Mau lên, đừng chạy. Ở bên đó, mau, đứng lại. Mau. Mau, đừng chạy. Đứng lại. Đại nương. Diệp lão phu nhân, bọn ta đến đưa người đi gặp Thuần Dung Phi. Người chạy gì vậy? Các ngươi không phải do bệ hạ cử đến. Tiểu Quách. Tiểu Quách. Diệp lão phu nhân. Mời. Đi. 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 Mau đi. Phu nhân, đã đến núi Lôi Nhãn rồi. Phía trước không xa có một ngã rẽ, chia thành hai đường. Một là đường chính khá bằng phẳng, nhưng xa Thương Dương quen hơn một chút. Còn lại là con đường nhỏ hẹp, dọc đường phải đi qua vách núi, nhưng sẽ nhanh hơn gần một canh giờ. Đi đường chính. Dân. Đi đường khác. Yeah.
Mẹ, các ngươi đừng hòng làm mẹ ta bị thương. Phu nhân yên tâm, suốt dọc đường bọn ta đối đãi với lão phu nhân đúng với lễ tiết, không dám sơ suất chút nào. Chỉ cần phu nhân do Long Vĩ Thần ra, tất nhiên ta sẽ trả lão phu nhân lại cho phu nhân. Các ngươi trói tay chân mẹ ta cả rồi, khiến bà ấy không nói được, mà còn nói là đối đãi đúng với lễ tiết. Hải thị, vì chúng sinh trong thiên hạ, con nhất định sẽ bất chấp tính mạng của mình. Thế nên mẹ không thể tham sống sợ chết, làm liên lụy con. Mẹ, ngăn cô ta lại. Đứng lại. Sư phụ, ta sẽ bảo vệ người, chuẩn bị nhảy xuống xe. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Bản Dương bảo các ngươi giết Phương Hải thị đón Long Vĩ Thần về. Các ngươi để Long Vĩ Thần với Phương Hải thị, Phương Giám Minh cùng rơi xuống vực, chuyện sẽ ra đột ngột. Chúng tiểu nhân thực sự không cản được xe ngựa. Nhưng mà thuộc hạ có thể khẳng định, rơi xuống từ độ cao như thế thì dù Phương Giám Minh và Phương Hải thị có bản lĩnh lên trời xuống đất cũng tuyệt đối không sống nổi, làm tổn thương Long Vĩ Thần là tội lớn, có tu 10 kiếp cũng không đền nổi. Nếu không phải thấy chuyến này các ngươi cùng lúc diệt trừ hai kẻ ấy, thì các ngươi còn muốn sống sót mà về đây sao? Cút! Dân, Long Vĩ Thần thứ tội, Long Vĩ Thần phù hộ, điện hạ đừng hoảng loạn. Ngày mai Đế Húc mời sứ thần các bộ cùng nhau chiêm ngưỡng chân thân của Long Vĩ Thần. Kết quả xảy ra việc ngoài ý muốn này khiến Long Vĩ Thần gặp nạn, thế chẳng phải vừa khéo chứng tỏ Đế Húc mấy năm nay làm trái lẽ thường, không được trời cao phù hộ sao? Thi đại nhân nói chí phải. Thi đại nhân, phù đại nhân, mạc tướng tham kiến Xưởng Dương điện hạ. Phù đại nhân, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Từ mùa đông đến mùa hạ, mỗi một tin tức bản Dương nhận được đều là biên cương ổn định. Mấy ngày gần đây phía Đoạt Lạc thế mà lại không trả lời tin tức của bản Dương. Rốt cuộc tình hình chỗ các ngươi thế nào vậy hả? Bây giờ tả bộ và hữu bộ học khố vẫn đang giao chiến giằng co không thôi. E là Đoạt Lạc không cách nào giả giờ tấn công Hoàng Tuyền Quan nữa. Nếu Đoạt Lạc không thể kiềm chế Hoàng Tuyền Quan, bản Dương sẽ thiếu một trợ lực rất lớn. Hơn nữa chuyến này ngươi còn đưa Trương Thừa Khiêm về, hắn rất thân thiết với Phương Hải thị. Có hắn ở đây, e rằng các ngươi không tiện hành sự rồi. Dạo này biên cương yên bình, nếu chúng ta lặng lẽ trừ khử Khương Thừa Khiêm, hắn lại là quân hầu, ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nhưng điện hạ không cần lo lắng, lúc này Trương Thừa Khiêm đã là người của chúng ta rồi. Trương đại nhân, bằng chứng ngài cấu kết với học khố đều đang ở đây, ngài còn gì muốn nói nữa không? Không, chuyện này chắc chắn không phải do Thừa Khiêm làm. Bây giờ có hai con đường đặt ra trước mặt Trương đại nhân. Người đâu?
chỉ ngàn lượng vàng cỏn con mà đã xử lý được hòn đá ngắn đường. Cuộc mua bán này đúng là có lời quá. Chỉ là vẫn chưa thể tin người này hoàn toàn. Điện hạ yên tâm, lúc này bên cạnh Trương Thừa Khiêm đều là thân tín của thần. Nếu hắn có bất cứ hành động gây rối nào thì sẽ lập tức bị trừ khử. Phù đại nhân, ngươi cho rằng với binh lực hiện giờ của chúng ta thì có bao nhiêu phần thắng? Phần lớn thuộc hạ cũ của Trương Thừa Khiêm đều ở lại Hoàng Tuyền Quan. Lần này điều động 5 vạn binh mã từ Hoàng Tuyền Danh, phần lớn đều là thuộc hạ cũ của thần và tướng quân Than Càn Tự, cộng thêm hơn 2 vạn quân trực thuộc của thần trong Bắc Phủ Quân. Nếu dùng thỏa đáng thì chắc là đủ. Vậy thì tốt. Lũ ngư dân kia xưa nay đều lựa gió dương bườm, thường hay gió chiều nào hay chiều ấy, nhưng chúng lại cực kỳ thành kính với Long Dĩ Thần. Đến lúc đó chỉ cần bệ hạ không cách nào mời được Long Dĩ Thần, chúng sẽ hoàn toàn nghiêng về bản dương. Lúc này bức vua thoái vị, giành lấy thành Thiên Khải không khó. Hôm nay trong cung có tiệc lớn, các ngươi đang làm gì vậy hả? Mạo phạm rồi, Trần Trung Lan. Ta nhận ra ngươi, phụ tướng của Phụ Nghĩa đúng không? Bọn ta nhận được tin tức Tế Phong Quán và sứ đoàn các bộ Lôi Châu cấu kết với nhau, có ý đồ mưu phản. Để dẹp phản loạn, bọn ta bất đắc dĩ chỉ đành hành động trước một bước. Phụ Nghĩa và Trương Thừa Khiêm đang ở đâu? Gọi họ đến đây. Ta không nói chuyện với ngươi. Đừng giãy dụa vô ích nữa, Trần Trung Lan. Ngươi có nhận ra mấy người đứng phía sau ta chẳng phải là tâm phúc của Trương Thừa Khiêm sao? Trương Quân Hầu cũng giống như bọn ta, một lòng tận trung với triều đình, tận trung với bệ hạ, sẽ không gặp ngươi đâu. Ta khuyên ngươi một câu, mưu phản không có kết cục tốt đâu. Quân hầu, hiện giờ tình hình thế nào? Hiện giờ Trung Cung đang mở tiệc tưng bừng. Trần Trung Lan chỉ huy trung vệ quân bảo vệ hoàng cung đã bị chúng ta bắt lại. Chỉ đợi điện hạ và quân hầu hạ lệnh là có thể tấn công vào hoàng thành. Hoàng đế Đại Trưng, hôm nay sứ thần các bộ ngồi ở đây đều đến để tham kiến chân thân của Long Dĩ Thần. Hiện giờ yến tiệc đã trôi qua một nửa mà còn chưa thấy bóng dáng của Long Dĩ Thần. Không biết khi nào bệ hạ mới mời Long Dĩ Thần ra, hay là đang trêu đùa chúng thần? Trêu đùa? Thổ Ngang Tát không có ý mạo phạm Hoàng đế Đại Trưng. Chỉ là không lâu trước đây, hai vị sứ thần mà bộ ta phái đi liên tục gặp nạn ở Thiên Khải. Đến giờ bệ hạ vẫn chưa cho bộ ta một câu trả lời chính xác. Nếu hôm nay Long Dĩ Thần không thể xuất hiện, Ni Hoa La ta và Đại Trừng ắt có một trận chiến. Phó sứ Thổ Ngang Tát, nếu chúng ta đã được mời thì tất nhiên phải theo ý chủ nhà rồi.
Dương Thế Tử Sách Lan. Chú Liễn của ngài và Đại Trưng là thông gia, tất nhiên sẽ nghiêng về phía Đại Trưng. Nhưng chú Liễn các người quen làm chó săn rồi mà. Ngươi nói cái gì? Quân hầu, Trương Thừa Khiêm đã bắn đạn tín hiệu rồi. Xuất phát. Bệ hạ, Long Dĩ Thần là điềm lành trời ban, sở dĩ xuất hiện ở Đại Trưng đều nhờ vào thánh đức của bệ hạ. Mượn bữa tiệc hôm nay, thần đệ kính bệ hạ một ly trước. Thánh đức gì chứ? Long Dĩ Thần vốn dĩ không hề đến đây. Nếu hôm nay Long Dĩ Thần không đến thì đó chính là bất kính với thần linh, là quân vương thất đức, ai cũng có trách nhiệm diệt trừ. Tất cả chúng ta còn cần phải đợi nữa sao? Đợi cái gì? Đúng, đúng, chúng ta không thể đợi nữa. Nếu thực sự có Long Dĩ Thần thì chắc chắn đã xuất hiện từ lâu, cần gì đợi đến bây giờ? Rốt cuộc có mời được Long Dĩ Thần đến không? Xin bệ hạ cho bọn ta một câu trả lời. Phó sứ Thổ Ngang Tác nói rất có lý. Bọn ta vượt đường xá xa xôi đến triều bái Đại Trưng chỉ để được tận mắt nhìn thấy Long Dĩ Thần. Nếu hoàng đế Đại Trưng thật sự trêu đùa bọn ta, các bộ Lôi Châu đều sẽ không bỏ qua. Chúng thần đều phù hộ quân chủ có đức. Nếu người không thất đức thì tất nhiên có thể mời được Long Dĩ Thần đến. Bệ hạ, mời Long Dĩ Thần ra đi, đừng để sứ thần các bộ đợi đến sốt ruột. Quý sưởng, để gấp gáp muốn thấy Long Dĩ Thần thế à? Từ nhỏ, Quý Sưởng đã lớn lên ở chú Liễn, tất nhiên là thành kính thờ phụng Long Dĩ Thần. Bệ hạ, xin bệ hạ mời Long Dĩ Thần ra. Xin hoàng đế Đại Trưng mời Long Dĩ Thần ra. Xin hoàng đế Đại Trưng mời Long Dĩ Thần ra. Xin hoàng đế Đại Trưng mời Long Dĩ Thần ra. Thật sự muốn gặp lúc này sao? Gặp chứ. Vậy thì gặp đi. Mời các vị đi theo trẫm.
一只水饺一只虾，好吃就是思念金牌虾水饺，水饺吃思念，好运在虎年。思念金牌虾水饺，邀您继续观看胡珠夫人。 傅温侯。 Bệ hạ, mời Long Vĩ Thần đi. Các bộ Lôi Châu ta đều sống dựa vào buôn bán đường biển, nên tin thờ Long Vĩ Thần. Nếu Long Vĩ Thần đã giáng xuống Đại Trưng, bọn ta rất mong được tận mắt nhìn thấy pháp tướng Long Vĩ Thần để cầu chúc bình an cho thương nhân bộ lạc ta. Mong bệ hạ tác thành. Mong bệ hạ tác thành. To gan, các ngươi là sứ thần Lôi Châu, sao lại dám vô lễ với hoàng đế bệ hạ như vậy? Nếu hoàng đế Đại Trưng thất đức bất kính với thần linh thì có gì không dám? Ngươi nói cái gì? Thanh Hải Công đâu? Có thần. Bệ hạ, Xưởng Dương Điện Hạ, lâu rồi không gặp. Đại Trưng ta rộng lớn hùng vĩ, trẫm cũng là miệng vàng lời ngọc, sao có thể nuốt lời? Thanh Hải Công, Học Châu Phu Nhân đã chuẩn bị mời Long Vĩ Thần xong chưa? Bẩm bệ hạ, đã chuẩn bị xong rồi. Vậy thì truyền Học Châu Phu Nhân. Truyền Học Châu Phu Nhân. Truyền Học Châu Phu Nhân. Quý Xưởng, đừng đợi nữa. Hôm nay ngoài Long Vĩ Thần thì sẽ không còn ai khác đến đâu. Trương Thừa Khiêm, người giả vờ đầu hàng. Không thể nào. Bên cạnh ngươi toàn là tai mắt của ta. Phù đại nhân, tai mắt của ngươi không có tác dụng cho lắm. Chắc phải phụ lòng phù đại nhân rồi. Có lẽ Thừa Khiêm thật sự không hưởng thụ nổi số vàng này, nên đưa trước cho phù đại nhân, coi như bồi tán. Trương Thừa Khiêm, ngươi là tên tiểu nhân vô sĩ. Lui. Không kịp nữa rồi, phù nghĩa. Một bước sai, không còn đường lui. Trung vệ quân nghe lệnh ta, bắt lấy lũ nghịch tặc này. Bệ hạ trọng thưởng.
Giết! Giết! Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Đây không phải Học Châu phu nhân sao? Cho dù phu nhân thật sự là sứ giả của Long Dĩ Thần thì cũng không mời được Long Dĩ Thần đến. Đúng vậy, đúng vậy. Long Dĩ Thần đâu? Ở đâu hả? Ta thấy là cố ra vẻ thần bí thì có. Ngươi cười cái gì? Ta cười đám người các ngươi chỉ thành kính ngoài miệng. Thần thật sự ở trên điện mà các ngươi lại coi như không thấy. Thần ở đâu chứ? Đâu có. Đúng vậy, đúng vậy, ở đâu hả? Đâu có. Cái này đây chính là Long Dĩ Thần. Bái kiến Long Dĩ Thần. Chúng con thành tâm cầu nguyện, mong thần phù hộ, mong thần phù hộ, mong thần phù hộ. Thành tâm cầu nguyện, mong thần phù hộ. Thành tâm cầu nguyện, mong thần phù hộ. Long Dĩ Thần quanh năm sống dưới biển, quen với biển cả rộng lớn. Nay vì tới Đại Trưng mà sống trong bể thủy tinh, khó tránh không thích ứng được. Trẫm đã chuẩn bị bể nước nóng đổ đầy nước biển cho Long Dĩ Thần. Đưa ngài ấy đi nghỉ ngơi đi. Tạ ơn bệ hạ. Các vị đã bái kiến Long Dĩ Thần rồi thì cần gì phải ở đây cho mệt, chi bằng chúng ta về điện Tử Thần tiếp tục mở tiệc vui vẻ. Đa tạ bệ hạ. Long Dĩ Thần hiện thân ở Đại Trưng ta điềm lành như vậy, trẫm định xây dựng cung điện để Long Dĩ Thần ở lại đây lâu dài. Các vị đại nhân thấy thế nào? Bệ hạ, bệ hạ, người khoan hồng độ lượng, mong người đưa Long Dĩ Thần về biển cả. Nếu biển không có Long Dĩ Thần thì cá mập sẽ thường xuyên xuất hiện sống dữ trỗi dậy, bách tính Lôi Châu đều gặp nạn. Bệ hạ, hầu hết người dân bộ tộc Thần đều sống dựa vào biển. Nếu không có Long Dĩ Thần bảo vệ thì tình hình không thể lường được. Thỉnh cầu bệ hạ nể tình thông gia với chú Liễn mà ân chuẩn thỉnh cầu này. Bệ hạ độ lượng nhân từ, tuyệt đối không được. Vậy thì các ngươi hãy liên minh với trẫm tại đây,
lập lời thề trên danh nghĩa của Long Dĩ Thần. Nếu biển cả Oanh Ca và biển Giáng Nam một ngày còn chưa khô cạn, thì tương lai các ngươi và con cháu hậu duệ của các ngươi vĩnh viễn không được xâm phạm đại trưng ta. Kẻ nào phá vỡ lời thề sẽ mãi mãi không được Long Dĩ Thần che chở. Bệ hạ đại trưng nói là làm. Chú Liễn ta nguyện liên minh với đại trưng, Thổ Quả Lỗ cũng nguyện liên minh với đại trưng, Nam Bì ta nguyện liên minh với đại trưng, Tích Phủ nguyện liên minh với đại trưng, Ương Các Tháp nguyện liên minh với đại trưng, Ni Hoa La nguyện liên minh với đại trưng. Bệ hạ, thần cũng nhìn thấy Long Dĩ Thần rồi. Thần đệ hơi mệt trong người, xin cáo lui trước. Xưởng Dương điện hạ, người đừng vội đi. Hôm nay người là nhân vật chính đấy. Quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ. Chúng thần phụng lệnh bảo vệ hoàng cung, hôm nay đã bắt được bè đảng của Xưởng Dương Phù Nghĩa cùng với hơn 1.200 thuộc hạ. Thật không ngờ, quý xưởng, cho dù hôm nay để chịu dừng tay trước khi Phù Nghĩa dẫn quân vào cung, thì trẫm cũng sẽ xem xét tha cho đệ. Bệ hạ, không, ca ca, ca ca, là quý xưởng nhất thời hồ đồ, quý xưởng không biết tự lượng sức mình. Ca ca tha mạng, ca ca tha mạng. Xưởng Dương điện hạ, người hai lần dùng âm mưu hãm hại sứ thần của Ni Hoa La, tập kích Long Dĩ Thần, phái người giả truyền thánh chỉ bắt cóc mẫu thân ta, tự ý điều binh mưu đồ bức vua xoán dị. Mỗi một chuyện này đều có nhân chứng và vật chứng. Hoàng tộc phạm pháp tội như dân thường, cho dù bệ hạ là minh quân, không nỡ tới cỡ nào thì cũng chẳng thể tha cho người được. Học Châu phu nhân, người nói là Xưởng Dương mưu hại sứ thần của bộ ta. Xưởng Dương điện hạ ngầm cấu kết với bộ Do Mã, lừa Ba Nam Na Yết đại nhân tới hội Tiên Lâu, rồi phái sát thủ hành thích, vậy nên mới khiến đại nhân hôn mê bất tỉnh tới bây giờ. Ngài ấy còn tàn nhẫn với phó sứ Tháp Cát Lãng hơn. Ngài ấy lợi dụng việc hạ độc và khống chế phó sứ, hành thích bản cung, sau đó lợi dụng độc cắn trả, khiến phó sứ chết thảm. Những gì ngài ấy làm, điều gì muốn khơi lên giao tranh giữa Đại Trưng và Ni Hoa La, để ngồi làm ngư ông đắc lợi. Người nói bậy. Ngọc Nhiễm, tự người xem cho kỹ đi. Trong này có mảnh giấy mà người đưa cho bộ Do Mã thánh chỉ giả, còn có cả lệnh bài trên người kẻ bắt cóc mẫu thân ta để lại, khẩu cung của tử sĩ cùng với những kẻ tập kích Long Dĩ Thần. Trên điện này còn có Phù Nghĩa và bè đảng của người. Người còn cần chứng cứ gì nữa, ta đều có thể tìm đến cho người. Không thể nào. Sao người tìm ra được những thứ này? Ta không tin. Chỉ cần có một chút manh mối, Tế Phong Quán điều tra ra được. Xưởng Dương điện hạ, người cũng nên trả giá cho những gì mình đã làm rồi. Bệ hạ, xin bệ hạ trừng phạt Xưởng Dương, trả lại công bằng cho Ni Hoa La. Bệ hạ, chuyện của bộ Do Mã đều do hắn tự chuốc lấy, không liên quan tới chú Liễn ta. Bệ hạ phạt hắn như thế nào, chú Liễn ta quyết không oán giận. Không, không thể nào.
Không, không thể nào. Không thể nào, ta không tin. Người đâu? Lôi Xưởng Dương xuống dưới, nhốt vào thiên lao, cùng bè đảng chờ tam thi hội thẩm định tội. Rõ. Hoàng huynh, không phải đệ. Thật sự không phải đệ. Hoàng huynh, Hoàng huynh, không phải đệ. Hoàng huynh, Hoàng huynh. Vừa mới đến Thiên Khải, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã phải ở trong bể kính của cung điện mấy canh giờ, chờ các sứ thần đến bái kiến. Vất vả cho cô rồi. Hải thị có cần giải độc không? Hoa dị sinh, cô giải được độc sao? Giải được. Sư phụ, Lan Hoàng giải được độc. Đa tạ Lan Hoàng đã nhớ chuyện này vì Hải thị. Cô từ Diệt Châu tới Trung Châu lặn lội đường xa, hôm nay lại mất sức như vậy, đã suy yếu lắm rồi. Cô cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hồi phục thể lực, rồi bàn bạc cách giải độc sao. Bây giờ ta đã có Ngọc Dao, vẫn gắng gượng được một thời gian. Lan Hoàng, trẫm không, ta xin hãy nhận của ta một lại. Đa tạ cô đã tới đại trưng vì bách tính. Cô yên tâm, ta sẽ không để cô gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa. Cô cứ nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay cô cũng mệt rồi, cô mau nghỉ ngơi đi. Cô đi đi. Người làm vậy là... Cô ấy từ lúc xuống núi Lôi Nhãn đã không ăn không ngủ tới tận bây giờ. Nếu còn không ngủ một giấc thật ngon thì e rằng sẽ mất mạng trước thần. Các ngươi ở trên núi Lôi Nhãn đã xảy ra chuyện gì? Trẫm thấy người hơi khác trước đây. Trước đây thần thật sự rất ngốc, bỏ lỡ quá nhiều thứ. Thần đưa cô ấy về cung trước đã. Thần xin cáo lui. Tên đầu gỗ cuối cùng nghĩ thông suốt rồi.